Nông dân thường là người lo lắng nhất khi thời tiết thất thường, không theo quy luật, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. Nếu như năm ngoái vào thời điểm này, thời tiết nắng, khô, ít lạnh làm cho những nông dân trồng hoa ly ở Đà Lạt điêu đứng do hoa nở trước vụ Tết, thì năm nay kiểu thời tiết ngược lại cũng làm cho nông dân không khỏi thấp thỏm, nỗi lo 2 năm liên tiếp thất bại khi trồng hoa ly. Giữa tháng 12, trời vẫn mưa. Đó là kiểu thời tiết khác thường so với những năm trước. Đây cũng là nỗi lo làm cho nông dân trồng hoa ly ở Đà Lạt thấp thỏm từng ngày. Sau 2 tháng xuống giống hoa ly ở một số làng hoa chủ lực đã bắt đầu cho bút. Tuy nhiên, thay vì che chắn lưới đen để giảm cường độ ánh sáng như mọi năm, thì năm nay nhiều hộ lại để trống do lo ngại hoa ly nở chậm. Nếu mà thời tiết mà im như vậy là không kịp, mà hẳn phải dây chơi mà sắp lên nắng á, thì sẽ kịp. Năm 2015 thì là được, và 2016 là lại thua. Mà nhiều khi mình được mà họ lại mất, mà mình mất là họ được. Tùy cho mình đấy, mình mới trăm mấy năm cũng hết xui, trăm hết xui. Ở làng hoa Vạn Thành, phường 5, nỗi lo lắng của nông dân cũng dâng lên khi thời tiết thất thường. Nhiều hộ trồng hoa ly đi thăm vườn của nhau để xem mức độ sinh trưởng của cây và trao đổi kinh nghiệm canh hoa vào vụ Tết. Hoa ly này nó rất nhạy cảm về thời tiết, cho nên không có năm nào biết được trước được hết á. Năm ngoái thì nở sớm quá tại thời tiết năm ngoái nóng. Năm nay thì tới diễn biến bây giờ là tương đối ổn định. Nếu mà trời không có nắng mưa tiếp kéo dài thì rất có khả năng bị trễ. Năm ngoái bị rồi, năm ngoái là bị đổ rồi đó. Có năm nay thời tiết lại kệ thôi. Chứ hồi giờ không có cái vụ này. Mình có lo lắng không ạ? Lo chứ. Hoa ly được nông dân Đà Lạt trồng nhiều khoảng 10 năm trở lại đây. Với những người trồng hoa ly lâu năm, thì việc xử lý tình huống hoa ly nở nhanh hoặc chậm cũng là chuyện khó. Nhưng với kinh nghiệm dày dặn, nông dân có thể hạn chế được một số yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng nhanh hay chậm của cây hoa. Cũ thì là đã chuẩn hết rồi, người ta đã nhập cũ cho mình thì cũ nó đều quá rồi. Thì ai cũng trồng như vậy, thì quan trọng nhất là ví dụ mình canh được cái đất của mình nó sớm hơn đất bên kia, hay là đất ở vòng vòng đây, đất nào dưới hố thì nó phải trồng trước, rồi trên này nó trồng sớm, trồng trễ. Hết tháng này là cũng bắt đầu mới phải tính toán nó rồi. Với lại là mình biết là cách để mình xử lý nó. Ví dụ một là mình phải rửa nhà, hai là phải tháo nhà ra xong nó có cây mưa vô nở hết liền. Đó, quan trọng lắm, nên thời tiết là quan trọng nhất trong các vụ làm bông. Hoa ly là một trong những giống hoa mà nhà nông chọn trồng vào dịp Tết. Vì nếu trúng mùa, nông dân lãi từ 2 đến 3 lần so với vốn bỏ ra. Tuy nhiên đây cũng là loại hoa có đầu tư cao nhất, khoảng 600 triệu đồng một sào. Vì vậy, thường mỗi hộ nông dân chỉ trồng trên dưới một sào. Cá biệt mới có hộ trồng từ 3 sào trở lên. Việc chăm sóc hoa ly cũng dễ hơn các loại hoa khác, song yếu tố thời tiết cũng ảnh hưởng tới 50% sự thành bại của giống hoa này. Năm nay do thời tiết mưa và độ ẩm cao nên hoa ly bị nấm bệnh nhiều hơn năm ngoái. Hiện trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các vùng lân cận có khoảng trên 80 hectare hoa ly cho vụ Tết. Hiện nông dân các làng hoa đang tăng cường chăm sóc các loại hoa đang vào vụ Tết, nhưng lo lắng nhất vẫn là diện tích hoa ly. Vì không như hoa cúc hay các loại hoa khác, người dân có thể chủ động canh chính xác khoảng 90% thời điểm hoa nở, hoặc có thể tác động bằng cách thắp sáng để kích hoa nở theo ý muốn. Còn đối với hoa ly, nhà vườn chỉ có thể nắm chắc thành bại vào 3 tuần trước khi thu hoạch. Lực lượng chức năng ghi nhận lượng đất đá khá lớn đổ xuống đường, khiến một mảng đường nhựa bị đổ ập xuống vực. Phạm vi sạt lở kéo dài hơn 15 mét, làm tắc nghẽn hoàn toàn tại vị trí đỉnh Hòn Giao, phía địa phận Lâm Đồng.